chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Động Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Với nỗ lực truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý, nhân sinh, tín ngưỡng với thần Phật, Lắng Động Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Huynh đệ đồng môn hạ độc thủ, quả báo đố kỵ, cảnh tỉnh người. Trong lịch sử, trời vì xót thương người nên đã để lại nhiều bài học cảnh tỉnh thế nhân rằng đố kỵ sẽ gặp ác báo, thiện lương được trao phúc lành. Văn hóa truyền thống cũng ghi chép rất nhiều câu chuyện nhân quả về lòng đố kỵ để người đời sau soi xét. Thời nhà Chu, Bàn Quyên và Tôn Tẫn cùng bái Quỷ Cốc Tử làm thầy. Cả hai cùng nhau học binh pháp. Sau này, khi làm tướng nước Ngụy, Bàn Quyên thấy Ngụy Vương kính trọng tài hoa của Tôn Tẫn, nên trong lòng ghen ghét. Ông ta bèn vu oan rằng Tôn Tẫn tư thông với địch quốc, phải chịu tội cắt xương bánh chè hai đầu gối. Mặc dù Bàn Quyên chủ động hại người là thế, nhưng cuối cùng ông ta lại làm hại chính mình. Đố kỵ khởi nguồn từ lòng dạ nhỏ nhen ích kỷ. Chỉ những ai đức hạnh kém cỏi, tầm mắt hạn hẹp thì mới đố kỵ người khác. Có kẻ còn bị tâm đố kỵ sai khiến đến mức vu cáo hãm hại người tốt, làm đủ mọi việc xấu xa. Nhưng lẽ trời ước chế hết thảy, họ dẫu đắc thế, được nhất thời, thì cuối cùng vẫn khiến chính mình thân bại danh liệt, không thoát khỏi bị nhân quả báo ứng trừng phạt. Thân công báo bị lấp mắt biển. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thân Công Báo và Khương Tử Nha là hai huynh đệ đồng môn, cùng bái sư học đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Khương Tử Nha đi phù chu, diệt thương và phong thần, Thân Công Báo vô cùng đố kỵ. Ông ta hỏi Khương Tử Nha, ông muốn giúp ai? Khương Tử Nha trả lời, tôi muốn giúp Võ Vương diệt Trụ Vương. Chính là ứng với thiên tượng, Võ Vương đức sánh nghiêu thuấn, nhân hợp lòng trời, Trụ Vương vô đạo, hơn nữa khí số thành thanh đã ảm đạm, chỉ truyền đến đây rồi hết. Thân Công Báo nói, tôi lại muốn giúp thành thanh, phò tá Trụ Vương, ông muốn phò tá nhà Chu, tôi sẽ phá ông. Khương Tử Nha nói, sư đệ nói gì vậy, mệnh lệnh của sư tôn sao dám trái lại. Hơn nữa đã là mệnh trời thì có người nào dám trái nghịch. Thân Công Báo nổi giận, Khương Tử Nha, cứ xem ông giúp nhà Chu đi, ông có được bao nhiêu bản lĩnh, đạo hạnh mất quá cũng chỉ 40 năm mà thôi, ông sao có thể sánh được với tôi. Đầu lấy xuống ném đi rồi lại quay về trên cổ, vẫn hoàn thành lành lặn như trước. Còn ông có tài năng gì mà dám giúp nhà Chu diệt Trụ? Nói rồi Thân Công Báo hậm hực bỏ đi. Sau này, Thân Công Báo luôn tỏ ra chống đối, đã nhiều lần kích động tiên nhân của Tam Sơn Ngũ Nhạc làm hại Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, bèn lệnh cho Hoàng Cân Lực Sĩ đem Thân Công Báo đè dưới vách núi Kỳ Lân. Thân Công Báo xin tha tội, thề với Nguyên Thủy Thiên Tôn rằng, đệ tử nếu còn sai tiên gia ngăn cản Khương Tử Nha, đệ tử nguyện đem thân mình lấp mắt biển. Lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thả Thân Công Báo ra, nhưng Thân Công Báo không hối lỗi tỉnh ngộ, lại tiếp tục ly gián, khiến Thông Thiên Giáo Chủ bày vạn tiên trận để đối phó với Khương Tử Nha, tạo thành khó khăn cực lớn cho đại nghiệp Võ Vương phạt Trụ. Thân Công Báo giúp Trụ Vương hành ác, tội ác tày trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Như Ý đánh ngã ông ta, đồng thời đánh chết con hổ mà ông ta cưỡi, rồi nói rằng, ngươi đã thề lấp mắt biển Bắc Hải, hôm nay ngươi cũng chẳng còn lời nào. Nói rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh cho Hoàng Cân Lực Sĩ dùng bồ đoàn cuộn Thân Công Báo đem đi lấp mắt biển Bắc Hải. Có thơ rằng, nực cười xiển giáo Thân Công Báo, muốn chúc thành thanh diệt Võ Vương, hôm nay ai biết thân lấp biển, mặt trời rực lửa mấy thương tan. Gian thần Lý Lâm Phủ chuyển thế bị sét đánh.
Đời nhà Đường, gian thần Lý Lâm Phủ ghen ghét Đố Kỵ người hiền tài. Hễ ai có tài năng hơn mình hoặc được hoàng đế coi trọng, thì ông ta nghĩ trăm phương ngàn kế để diệt trừ. Bề ngoài, ông ta nói năng ngọt ngào tán thưởng, nhưng sau lưng lại âm thầm ám hại. Người đương thời gọi Lý Lâm Phủ là khẩu mật phúc kiếm, nghĩa là miệng mật ngọt bụng dao kiếm. Giống như câu thành ngữ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Các trung thần như Trương Cửu Linh, Bùi Diệu Khanh, Lý Thích đều lần lượt bị Lý Lâm Phủ hãm hại và bãi chức tể tướng. Để củng cố địa vị, ông ta còn dốc sức bịt miệng người can gián, vu cáo hại người tốt, tống giam và bài trừ người bất đồng với mình. Trong suốt 19 năm Lý Lâm Phủ làm tể tướng, từng đại thần chính trực có tài đều bị ông ta bài xích, hoặc giết hại, hoặc giáng chức. Từng loạt kẻ tiểu nhân xu nịnh lại được ông ta trọng dụng đề bạt. Một lần, khi ở trên lầu Cần Chính, Đường Huyền Tông nhìn qua rèm, thấy binh bộ thị lang Lư Huyến cưỡi ngựa đi qua dưới lầu. Huyền Tông thấy Lư Huyến phong độ phi thường, buộc miệng khen vài câu. Chỉ vì một lời khen ấy mà Lý Lâm Phủ tìm cách giáng chức Lư Huyến xuống làm thứ sử Hoa Châu. Lư Huyến đến Hoa Châu nhậm chức không lâu lại bị vu cáo là mang bệnh, không làm tròn trách nhiệm, lại bị giáng chức lần nữa. Lý Lâm Phủ chuyên quyền ngỗ ngược, hỏa quốc hại dân, khiến cho thời thịnh trị khai nguyên chi trị lụi tàn, rồi xuất hiện thời loạn lạc, thiên bảo chi loạn. Sau khi Lý Lâm Phủ chết, Đường Huyền Tông mới nhận rõ bộ mặt thật của ông ta, gọi ông ta là tật đố người hiền năng, cất nhắc kẻ bất tài, rồi tước hết quan tướng và tịch thu gia tài, con cái của ông ta cũng bị đưa đi lưu đày. Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Lệ Chứng viết: năm Thuần Hy thứ nhất đời Tống, ở Hán Châu có cô gái bị sét đánh chết. Trên người cô gái này có mấy chữ màu đỏ rằng: Lý Lâm Phủ làm bề tôi bất trung, nham hiểm giả thiện lương. Ba đời làm kỹ nữ, bảy đời làm trâu bò. Sau khi những báo ứng này chịu hết, thì vĩnh viễn làm loài thủy tộc. Người tính sao bằng trời tính. Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Lệ Chứng còn ghi chép một câu chuyện như sau. Tú tài Tam Sơn đời Tống là Tô Đại Chương, nổi danh vì nghiên cứu kinh dịch. Năm Mậu Ngọ, trong thời gian tham gia thi hương, ông mơ thấy mình đỗ cử nhân xếp thứ 11, bèn đem giấc mơ này nói với người bạn học cùng nghiên cứu kinh dịch với ông. Người bạn học này cũng tham dự kỳ thi hương với Tô Đại Chương, cảm thấy mình học vấn giỏi hơn, cớ sao lại không đỗ đạt cao như vậy, nên rất đố kỵ. Người bạn bèn vu cáo rằng Tô Đại Chương tự xưng là đỗ thứ 11, nhất định đã câu kết với vị quan giám khảo nào đó, mong quan chủ khảo truy xét sự việc này. Đến khi các bài dự thi đã được chấm xong, quan chủ khảo đến phòng chấm lấy bài thi xếp thứ 11. Nhận thấy bài thi có liên quan đến văn chương của kinh dịch, ông bèn nói với các quan giám khảo: nếu đúng như anh khóa sinh kia nói, các vị làm sao giải thích được kết quả này? Các quan chấm thi ái ngại nhìn nhau, đành phải chọn một bài thi trong số những bài dự bị trúng tuyển, thế vào chỗ bài thi xếp thứ 11. Đến ngày yết bảng, khi tên thí sinh được công bố, quan chủ khảo mới giật mình kinh ngạc. Thì ra, người được đổi trúng tuyển xếp thứ 11 chính là Tô Đại Chương, còn người vốn xếp thứ 11 bị đánh rớt lại chính là người bạn của Tô Đại Chương. Tô Đại Chương do gặp họa mà được phúc, đỗ thứ 11, còn người bạn học kia không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè thân thích xóm làng nữa, trở về nhà u uất rồi chết. Mọi người đều nói rằng trời đất công bằng, báo ứng không sai. Khi một người vì lòng đố kỵ mà hại người, nói lời tổn thương người, thì họ không chỉ gây thống khổ cho đối phương, mà còn tạo nghiệp cho chính bản thân mình, quả báo luân chuyển cũng sẽ tự nhiên đến. Làm người nên học cách tôn trọng và kính yêu. Thấy người khác có điều gì tốt thì hãy vui mừng cho người ta. Thấy người khác hơn mình thì cần khiêm tốn học tập. Thấy người khác gặp khó khăn thì hãy tận tâm tận lực giúp đỡ,
tác thành việc tốt cho họ. Khi tấm lòng rộng lượng bao dung và trái tim rộng mở, chúng ta không chỉ trao đi tình cảm ấm áp mà còn có thể cảm ứng đến trời đất, tự bản thân mình cũng trở nên tôn quý, thanh cao. Có câu cổ ngữ rằng, thấy người khác được như thấy mình được, thấy người khác mất như thấy mình mất. Nếu giữ được tâm thái tốt như vậy, ông trời nhất định bảo hộ người thiện lương.